Mời các bạn quay trở lại xét đấu thứ 3 của hai đội nữ cao tuổi Hảo Nam và Hảo Bắc. Hảo Bắc có sự thay đổi người. Bà nụ vào sân và ra sân thay cho bà nụ đó là chị Luân. Nhỏ. Các huấn luyện viên đang nhắc nhở các vận động viên. Thiên Minh đi. Đó, đừng Thiên Minh đi. Đó, lật đi, 3 lần, lật đi. Ra bảo bà lật 3, lật số 3. Không có gì. 3 rồi lật đi. Điểm số hiện tại là 3-0 nghiêng về Hảo Bắc. Mới ba một ua rồi. Các huấn luyện viên đang nhắc nhở. Không ngoài đâu. Thank you.
điểm 7, 6. Bảo Nam tiếp tục với điểm 8, 6. Điểm cho Hà Nam 9, 6. Hãy đổi bằng nguyên trên là đúng. Hào Nam ghi điểm 10, 6. Điểm 11, 6. Áo Bắc lên. Áo Bắc ghi điểm 7, 11. À con nhà con gái à. Các huấn luyện viên đang anh ơi em nhìn thấy cái lưng anh đẹp lắm. Em nhìn thấy cái lưng anh đẹp. Anh ơi, em nói này, anh có thể sang bên kia không? Sang bên kia hoặc là sang bên kia. Đang gây cấn là thường mà làm sao được. Bán đồ rồi, chết rồi. Thank you.
lăn rồi, lăn bóng rồi. Lăn. Anh Quý ơi, Quý anh yêu ơi, anh Quý yêu mẹ yêu Quý ơi, sao bên kia đứng đi, chia hết cái màn rồi, sao bên kia đứng đi, đi sao bên kia đứng đi, nãy chờ em kêu mãi chả nghe, chia hết ít rồi, các bà này không có cái gì mà xem. Hay lắm, đẹp. Đánh bóng lên ngoài. Điểm bóng cho Hà Nam 17, 12. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Chạy. Hà Nam tiếp tục ghi điểm. 18, 12. Này thì nhìn bảo điên. Đấy, bạn đứng đó là không nhìn thấy gì đẹp. Đánh bóng không qua lưới, thì bóng cho Hào Đắc 14-20. Quần quần nữa, im. Không nghe lời, chưa đi. Thôi, ông lung lay không nhìn thấy cái gì cả. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Hảo Nam. Xin được kết thúc livestream ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.